Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HPForSight.com và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta tạo ra một cái hình 3D chúng ta up lên Facebook. Và nếu trước đây các bạn cần phải có cái iPhone X trở lên, iPhone XS hay là hình như là có những cái điện thoại mà có hai camera thì các bạn có thể làm được như vậy. Tuy nhiên hiện tại thì Facebook đã cho chúng ta up thêm cái hình depth map ha, và để cho Facebook nó sẽ tự động nó cập nhật là cái hình mà chúng ta đang up lên như vậy nó là hình 3D. Đây, hình 3D mình đang muốn nói tới là nó như thế này. Đó, các bạn thấy nó đi lên đi xuống không? Khá là vui đúng không? Nhưng mà trước khi vào video, nếu như đây là lần đầu các bạn tới với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu nhấn nút đăng ký, nút subscribe và nhấn like, và đồng thời chia sẻ cho bạn bè về cái những cái video của mình, vì nó miễn phí mà đúng không? Thì coi như đó là một cái cách để các bạn ủng hộ mình, đơn giản vậy thôi. Rồi ok, chúng ta cùng vào video thôi. Rồi, cái nguyên tắc để Facebook nó hiểu là cái hình của chúng ta nó 3D thì nó khá là đơn giản thôi, nó dựa vào cái gọi là cái deep map ha. Thì cái deep map tạo như thế nào? Đầu tiên ha, các bạn sẽ cần sử dụng cái hình nào đấy. Thì ở đây mình sử dụng cái hình của Hồ Văn Đức, thì ở đây mình có chỉnh sửa qua rồi, thì có thể thấy nó khá là ok đúng không? Thì đây mình muốn chỉnh cái hình này thành 3D ha, chỉnh cái hình này thành 3D nghĩa là gì? Khi các bạn sử dụng ở trên Facebook á, thì các bạn đưa có cái khi nếu các bạn trên máy tính thì các bạn đưa chuột, các bạn click kéo, hoặc là sử dụng điện thoại thì các bạn chỉ nghiêng điện thoại thì cái hình của ta nó sẽ đưa theo. Thì việc của chúng ta là chúng ta sẽ phải tạo cái deep map. Deep map thì nó đơn giản, nó là một cái hình đen trắng, và nó quy định như sau: cái nào phần nào màu đen thì là ở xa, phần nào màu trắng thì là ở gần, và cái vùng chuyển như vậy, vùng chuyển từ đen sang trắng nó chính là cái tạo ra cái sự chiều sâu cho chúng ta. Thì các bạn đã có ở trên cái group Photo Now của mình rồi, hoặc là trên fanpage của mình thì mình có post, thì các bạn có thể xem thử ở đó. Mình có làm sơ qua một chút xíu. Thì đây mình muốn làm cho cái deep map ở cái hình làm thật này nó chi tiết hơn một chút xíu, để các bạn hiểu là chúng ta cần làm deep map như thế nào. Rồi, đầu tiên các bạn thể phân tích ở bức hình này thì các bạn sẽ thấy là phần nào ở gần, ở xa rồi đúng không? Thì hình này nó không có vật gì gọi là nó quá có chiều sâu cả. Nhưng mà chủ yếu các bạn thể thấy là ở phần này chủ yếu là chúng ta có cái phần trước là cô dâu nè, phần trước nữa là nguyên cái đài sen ở phía trước nè, phần cô dâu, sau đó là cái background phía sau. Tuy nhiên có cái là những cái phần mà đá như thế này nè, đó thì mình muốn làm cho nó có cái chiều sâu chút xíu. Rồi, thì chúng ta sẽ tạo một cái layer mới bằng cách bấm Ctrl Shift N hoặc Ctrl Shift N hoặc là Command Shift N, N thấp nha. Và mình sẽ tạo ok. Rồi, ở hình này thì mình sẽ tạo cái deep map, đơn giản là mình sẽ sử dụng một cái gradient màu trắng sang màu đen. Màu trắng sang màu đen ha. Và mình sẽ đưa chuột thẳng từ dưới này, nhớ là từ cạnh dưới ha. Mình phải đảo lại chút xíu, tại vì mình muốn đi cái cạnh này, mình sẽ revert nó lại. Rồi, ok ha, từ trắng sang đen. Thì từ trắng thì cái đoạn là mình click cái thì nó sẽ là bên trái trước, cho nên là mình sẽ click ở dưới này. Click dưới cùng này là bên trắng này, mình sẽ đưa lên. Và mình cảm thấy nó tầm tới đây là ok, tại vì như sau nè, cái hình phía sau này mình muốn nguyên cái dải phía sau này là cái background luôn. Cho nên là đó, thì cái cạnh của chúng ta, các bạn cần phải xác định cái đường chân trời của chúng ta nó nằm ở đâu ha. Ví dụ như ở đây cái đường chân trời của mình nó sẽ nằm ở đây này. Nên mình sẽ tạo cái để mình vẽ cái đường chân trời cho các bạn. Đây, đường chân trời của chúng ta là cái cạnh này, đâu đó nó sẽ nằm ở khoảng này. Đó, cho nên là cái vùng mà chuyển từ đen sang trắng của mình nó cũng sẽ nằm ở cái khúc đó, các bạn hiểu không? Đó, thì ở đây mình sẽ làm cho cái rừng, cái đoạn điểm đen nó nằm ở gần đây luôn. Đây, mình sẽ làm lại cho các bạn này. Mình sẽ đưa chuột từ đây lên tới đây. Đó, ôi nhầm, màu đen chứ. Ok, từ đây lên ha, từ đây lên tới đây mình cái dừng ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái điểm dừng ở ngay cái gần cái khu vực màu này ha. Thì nó sẽ có cái chiều sâu nó ok nhất, tại vì nguyên cái mảng này trở lên nó sẽ là cái background. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cần phải có cái phần cô dâu và những cái phần phía trước. Rồi, thì chúng ta sẽ phải tách hình cô dâu ra, hoặc là các bạn tạo cái vùng chọn của cô dâu ha. Vùng chọn của cô dâu thì đây mình sẽ sử dụng cái Quick Selection Tool, mình sẽ chọn vùng chọn ở cô dâu, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ tạo vùng chọn cho cô dâu, tất nhiên là mình sẽ điều chỉnh lại chút xíu ở cái sau, thì mình sẽ làm tua nhanh cái đoạn này ha.
Rồi, ở đây là mình đã xong cái phần hình cô dâu rồi. Thì ở đây á, mình sẽ làm một cái bước như sau nè. Thì chúng ta sẽ, tại vì cô dâu đang nằm ở cái một mặt phẳng ha, ở cái đang là nằm ở trên mặt phẳng 2D khi hình chúng ta nhìn, thì chúng ta cần phải làm cho cô dâu tách biệt với lại cái background phía sau. Khi mà cái đây ở trên cái mặt này đi, thì các bạn thể thấy là cô dâu với lại cái đường ở mặt nước ở phía sau này nó cách nhau một khoảng. Cho nên là ở đây khi mà các bạn làm như vậy á, thì chúng ta sẽ tạo cái layer mới, Ctrl Shift N tiếp theo và nằm ở trên ha. Mình sẽ sử dụng brush, đơn giản là sử dụng brush thôi cho nó nhanh. Thì mình sẽ click chọn cái khu vực đây và mình sẽ click nhẹ lên ở phần cô dâu. Đó. Nhẹ lên phần cô dâu. Đó, một chút xíu như vậy thôi. Và có thể là mình sẽ giảm opacity đi để hơi trắng một chút xíu ở phía dưới này. Đó, thì các bạn có thể thấy ở đây là gì, cô dâu đã có một cái tách biệt với lại cái nền phía sau rồi ha. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta có thể làm chi tiết hơn ở những cái phần mà tảng đá này chẳng hạn vậy, thì mình cũng sẽ làm tương tự với lại như vậy ha. Ví dụ như là mặt tảng đá này đi, mình cảm thấy cái khu vực mặt đá này nè, nó đâu có nằm chung, nó nằm chung với lại phía sau đâu, mà nó có một cái riêng của nó ha, nó có một cái mặt phẳng riêng của nó. Thì đây mình sẽ có thể là khu vực này. Đây tương tự vậy ha. Rồi, mình có thể giảm opacity đi chút xíu để các bạn dễ hình dung. Rồi, ở đây cái màu của nó là cái màu dạng phía dưới này, cho nên là mình sẽ sử dụng đây luôn. Màu từ trên xuống ha, và mình sẽ chọn màu là ở đây. Click OK và đây mình sẽ kéo từ trên xuống luôn. Mình sẽ chọn lại đi, chọn lại khu vực đây. Mình sẽ kéo từ trên xuống ha. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái đường, gọi là cái đường, có một cái mặt tảng đá thì nó thẳng, chứ nó không có bị. Đấy. Để chắc ăn cho nó dễ thì mình sẽ tạo một cái layer mới đi, để mình làm lại cho nó dễ. Ôi, mình vừa làm gì vậy? Rồi, tạo layer mới này. Rồi, từ trên xuống. Mình sẽ sử dụng cái eraser, mình bôi nhẹ ở phía dưới này đi, tí xíu thôi, để cho nó liền mạch lại. Rồi, ở khu vực phía này mình thấy có thể là chúng ta cũng cần có một chút xíu tạo cái depth map cho cái khu vực cây này. Ok, có lẽ bên này là mình cảm thấy nó cũng tạm tạm ổn, cho nên mình cũng sẽ không có chỉnh gì nhiều. Thì ở đây có thể thấy là chúng ta đã tạo được một cái depth map ha. Có cụ dâu, có một số cái vách đá ở phía sau và cái vách, và nó tách biệt hẳn với lại phía sau rồi. Rồi, thì chúng ta đã tạo được một cái depth map, thì các bạn có thể thấy là ở đây ha, mình có thể sử dụng cái eraser ở đây, mình tẩy nhẹ thôi cho nó liền. Rồi, đó, thì chúng ta đã tạo được một cái depth map. Rồi, thì đó là cái cách để chúng ta tạo ra được cái depth map rồi ha. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ lưu file và chúng ta up lên Facebook thôi. Ở đây ha, thì cách lưu khá là đơn giản thôi. Facebook nó sẽ tách biệt cho chúng ta là một cái file là hình gốc và một cái file để nó xác định là hình depth map ha. Depth map là cái gọi là cái gì? Map là bản đồ, bản đồ chiều sâu. Ok, bản đồ chiều sâu. Thì Facebook nó sẽ tự xác nhận cho chúng ta. Thì ở đây như sau, thì mình sẽ lưu cái hình này thành hai file ha, một file là bình thường và một file là trắng đen. Thì mình sẽ tắt hết những cái depth map đi. Mình sẽ vào file, chọn export và chọn export as. Và đây các bạn có thể chọn là JPEG hoặc PNG tùy. Thì để cho ok, thì có thể là mình sẽ để PNG đi ha. Mình sẽ lưu cái file này.
Mình sẽ tạo một cái folder mới đặt tên là cái hình of Facebook test 3D chẳng hạn vậy. Rồi ở hình này thì mình sẽ làm một cái tên thì tùy các bạn, ví dụ như là test ha, hình này là hình gốc, mình sẽ đặt tên là test thôi. Đơn giản là test thôi. Rồi sau khi xong nó tự động nó tắt lại, những cái thông số này các bạn cứ để nguyên ha, cứ để nguyên. Rồi ở cái hình tiếp theo lưu lại thì mình sẽ bật cái này lên, và ở đây thì mình sẽ lưu cái file này export as, lưu file này nhưng cũng file PNG luôn, tại nãy mình để PNG, thế này mình để PNG, tất cả thông số để nguyên. Ở cái hình này á, thì chúng ta sẽ phải làm như sau, chúng ta sẽ chọn trùng tên với lại cái hình mà nó gốc ha, và chúng ta sẽ làm thêm một cái tên phía sau này, gạch dưới def d e t p t h d e p t h ha, def, và chúng ta chọn save. Rồi sau khi xong thì các bạn chỉ việc sử dụng Facebook, ví dụ như là trên trên đây, trên group của mình đi, trên group đi, mình sẽ chọn là upload ảnh ha. Ở ảnh này thì mình sẽ chọn cả hai và chúng ta click open. Thì ở đây Facebook nó sẽ tự động upload lên, sau khi upload xong nó sẽ tự động nó phân tích, à thằng này nó đang muốn up hình 3D, và nó sẽ tự động nó thành hình 3D cho chúng ta. Các bạn thấy hay không? Tự động nó sẽ thành 3D và chúng ta có một cái hình kết quả 3D nó như thế này, thì các bạn viết cái gì cũng được kiểu thế. Và ở đây thì sau khi xong các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái bức hình 3D kiểu này, các bạn thể đưa chuột thì đưa qua đưa lại, hoặc là các bạn xem bằng điện thoại ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái hiệu ứng khá là tuyệt vời ha. Thì đó là cái cách để chúng ta làm. Rồi đó là toàn bộ video này. Mình nghĩ là các bạn đã có cái bức hình của riêng mình rồi đúng không? Bởi vì cái thực tế là cái cách làm này nó khá là dễ, bởi vì cái cách tạo depth map này nếu các bạn cảm thấy quen quen thì đúng rồi đó. Mình đã tạo ra cái mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta làm cái depth map này từ cái hồi khoảng 4 năm trước ở cái tutorial mà cái gì rồi cách để mà xóa phông nhìn cho nó tự nhiên á. Đó thì ở trong đó mình cũng đã hướng dẫn các bạn cái cách tạo cái hình depth map kiểu như thế. Thì bây giờ đơn giản là Facebook nó cho hỗ trợ lại cái hình ảnh đó thôi, thì chúng ta chỉ cần up lên thôi. Rồi nếu như các bạn đã có hình ảnh của mình rồi, các bạn đã có những cái tác phẩm riêng của cá nhân mình rồi, thì đừng quên upload lên Facebook, lên group Photo Now của mình ha, group Photo Now. Đường link mình để dưới đây. Đây các bạn thể vô trong cái group này của Happy Photoshop luôn. Thì ở trong này thì mình sẽ các bạn có thể chia sẻ cái bức hình đó cho mọi người cùng tham khảo, và nếu được thì đừng quên like, subscribe, nhấn nút đăng ký, nhấn nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình ra trong tương lai ha. Mình là Nguyễn Hồng Phúc từ happyfrosa.com. Chào tạm biệt các bạn.